Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự thành phố Bảo Lộc. Chương trình hôm nay sẽ được mở đầu với một số nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại xã Đầm Ri. Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về tôn giáo. Thăm các doanh nghiệp trên địa bàn Bảo Lộc nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Khởi công máy ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Ca Thuyền chi hội trưởng tiêu biểu. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào đón một ngày mai, dần dần thêm trời bao lông. Thành phố hương sắc cha tơ, vững bước niềm tin đầy vùng đất. Chiều ngày 7 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội thuộc tổ 3 gồm đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đầm Ri. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành, lãnh đạo thành phố Bảo Lộc, xã Đầm Ri cùng đông đảo cử tri tham gia. Tại buổi tiếp xúc, cử tri địa phương được nghe thông báo nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, khái quát về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của cả nước và tỉnh Lâm Đồng. Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và đạt kết quả tích cực. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 10.996 tỷ đồng, bằng 99,7% dự toán địa phương, tăng 30,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 653,68 triệu USD, tăng 43,04% so với cùng kỳ, đạt 80,21% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 59,4%, chỉ số cải cách hành chính đạt 86,75 điểm, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 87,2%, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tăng mạnh với 43,54 điểm. Toàn tỉnh có 107 trên 111 xã phường được công nhận chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí. Hiện có 33 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 9 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Đã có 5 huyện được công nhận đạt nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được duy trì và đảm bảo đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa xã hội của các tầng lớp nhân dân. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân được đảm bảo. Kỳ họp lần này, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết. Cử tri xã Đầm Ri kiến nghị các vấn đề, việc tách thửa đất, thi công đường giao thông nông thôn, người dân phải bỏ tiền đầu tư dây điện, đồng hồ điện, việc chữa bệnh, thuốc điều trị khi tham gia bảo hiểm y tế, hệ thống điện dân tự bỏ tiền đầu tư hoàn trả không thỏa đáng, việc cấp trùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch cần phải sát với thực tế, sách giáo khoa, môn lịch sử trong trường học, việc hoàn thiện tuyến đường tránh thành phố Bảo Lộc, việc lấn chiếm hồ Nam Phương, một số tuyến đường ở xã bị ngập vào mùa mưa, chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện 25 Đồng. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Đầm Ri đã giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đình Văn đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Đầm Ri. Các vấn đề mà cử tri kiến nghị đã được đồng chí Trần Đình Văn giải thích rõ ràng và cử tri nhất trí cao. Tại khách sạn Memory thành phố Bảo Lộc, Sở Nội vụ Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về tôn giáo cho các chức sắc chức việc nhà tu hành thuộc các tôn giáo trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Di Linh, huyện Bảo Lâm, Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Tại hội nghị, đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng đã khái quát về tình hình hoạt động của các tôn giáo trên cả nước. Việt Nam là quốc gia có nhiều tín ngưỡng tôn giáo với hơn 95% dân số có đời sống tâm linh và trên 24 triệu đồng bào là tín đồ các tổ chức tôn giáo. Riêng tỉnh Lâm Đồng, trong những năm qua, tỉnh luôn chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên giới thiệu luật tín ngưỡng tôn giáo, nghị định 162/2017 của Chính phủ.
trích một số điều luật đất đai và các văn bản hướng dẫn liên quan, hướng dẫn đăng ký, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tôn giáo giai đoạn 2021-2030, quy trình đăng ký quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo, trích một số điều luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn liên quan, luật cư trú, quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 22 tháng 2 năm 2021 về việc ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, nghị định số 158 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Thông qua hội nghị nhằm giúp các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo hiểu đúng, đầy đủ và toàn diện luật tín ngưỡng tôn giáo, đưa luật đi sâu vào cuộc sống để các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tổ chức, tôn giáo thực hiện đúng luật trong thời gian tới, cùng đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Ngày 7 tháng 10 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào chữ thập đỏ quý 3 năm 2022. Dự hội nghị có ông Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc, ông Nguyễn Quang Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Quang Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng cho biết, 9 tháng đầu năm, phong trào chữ thập đỏ bị ảnh hưởng rất lớn do đại dịch COVID-19, cũng như tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Do biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh, cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Ở Việt Nam, các tỉnh miền Trung phải đối phó với cơn bão Noru gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, phong trào chữ thập đỏ của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, với nhiều chương trình, sự kiện nổi bật như chiến dịch, những giọt máu hồng, hành trình đỏ của tỉnh và hành trình đỏ mini tại các huyện, thành phố. Trong quý 3 năm 2022, toàn tỉnh tổ chức 14 đợt hiến máu tại các huyện, thành phố. Các trường đại học cao đẳng, cơ quan tiếp nhận được 3.497 đơn vị máu, đảm bảo nguồn máu cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các bệnh viện tỉnh. 5 lượt người đăng ký hiến mô hiến tạng và bộ phận cơ thể người. Cùng với đó, nhiều hoạt động nhân đạo, xã hội được triển khai rộng khắp, duy trì và hỗ trợ 1.146 địa chỉ nhân đạo, phát triển mới 89 địa chỉ, trợ giúp hơn 1.500 người với trị giá 1.362.000.000 đồng. Khánh thành công trình nhà tình thương chữ thập đỏ và giếng nước sạch tại xã Đạm Rông, huyện Đam Rông, trao hơn 2.600 lon sữa, 9.600 hộp sữa cho trẻ em nghèo, khuyết tật, nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh, cũng như đẩy mạnh công tác chữ thập đỏ trường học. Tổng trị giá hoạt động nhân đạo quý 3 đạt hơn 25,3 tỷ đồng. Hội nghị cũng trao tặng 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, cùng dụng cụ học tập cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Đây là những phần quà được Hội Chữ thập đỏ 12 huyện thành trong tỉnh vận động các nhà hảo tâm đóng góp, với mong muốn động viên các em vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi. Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc tổ chức đi thăm và tặng quà một số doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Đoàn đã đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất nhập khẩu An Thái thuộc phường Lộc Tiến và công ty cổ phần Beo Gà thuộc khu công nghiệp Lộc Sơn. Tại các công ty đến thăm, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đã chúc mừng và ghi nhận những kết quả các doanh nghiệp nỗ lực đạt được trong thời gian qua và 9 tháng đầu năm 2022. Qua đó đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, vượt qua những khó khăn các doanh nghiệp gặp phải trong đại dịch COVID-19, cố gắng để phục hồi và phát triển sản xuất, đồng thời cũng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, cùng với tổ chức công đoàn thực hiện tốt các chế độ chính sách, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì đoàn viên công đoàn và người lao động. Tiếp tục gặt hái thành công, phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lãnh đạo các doanh nghiệp đã cảm ơn sự quan tâm của Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong sự phát triển và hội nhập của doanh nghiệp. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng cũng đã tặng mỗi doanh nghiệp 4 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đến những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động góp phần duy trì, củng cố mối quan hệ giữa công đoàn tỉnh Lâm Đồng và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, kịp thời động viên, khuyến khích các doanh nghiệp phát huy tốt hơn trách nhiệm đối với xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sáng ngày 9 tháng 10, Công an thành phố Bảo Lộc phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban dân phường 1,
tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư có nguy hiểm cháy nổ tại khu vực cây xăng đường Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc. Tình huống giả định là xảy ra cháy tại khu vực phòng bán tại cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Nguyên nhân xảy ra cháy do bất cẩn trong việc sử dụng lửa dẫn đến xuất hiện đám cháy từ khu vực phòng bán hàng và nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ sở. Đám cháy tỏa ra lượng nhiệt lớn đi kèm với đó là khói khí độc. Với sự phối hợp của cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các lực lượng chữa cháy khác có liên quan, buổi thực tập phương án diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia thực tập, các hạng mục công trình, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh của cơ sở. Việc thực tập phương án chữa cháy sẽ góp phần nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư có nguy hiểm cháy nổ cao, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với các đội chữa cháy cơ sở. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực công tác chỉ huy điều hành, chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có nhiều lực lượng, phương tiện tham gia để xử lý đối với các đám cháy lớn có diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn bồi dưỡng giáo dục kết nạp đảng viên, trong 10 năm qua, thành phố Bảo Lộc luôn đạt và vượt chỉ tiêu gọi đảng viên nhập ngũ. Tổng số đã gọi 34 đảng viên trên 1.070 thanh niên nhập ngũ, đạt 3,18%. Đa số các đảng viên nhập ngũ đều nhận thức tốt về cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng và luật nghĩa vụ quân sự. Tham gia xây dựng quân đội, bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân. Đã có 15 đồng chí được quân đội đưa đi đào tạo và phục vụ lâu dài trong quân đội. Một số đảng viên là quân nhân xuất ngũ trở về địa phương cũng đã phát triển vào các cơ quan, đơn vị hành chính của thành phố. Do nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ nói chung và tuyển đảng viên nhập ngũ nói riêng, Đảng ủy quân sự thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hàng năm. Từ năm 2012 đến 2019, mỗi năm có từ 3 đến 6 đảng viên nhập ngũ. Đặc biệt, năm 2017 có 6 đảng viên, năm 2018 có 5 đảng viên, năm 2019 có 4 đảng viên nhập ngũ, năm 2020 và 2021 có 2 đảng viên, năm 2022 có 1 đảng viên chính thức nhập ngũ. Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, vườn phát triển toàn diện gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xác định là hoạt động quan trọng và thường xuyên được triển khai. Trước những diễn biến của biến đổi khí hậu, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chị em tích cực thực hiện tiêu chí 3 sạch của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, tổ chức các đợt ra quân ngày tình nguyện vì cộng đồng với các nội dung tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, vận động hội viên hạn chế sử dụng túi ni lông, tiến hành phân loại rác thải để bảo vệ môi trường, thu gom phế liệu, gây quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo. Đồng thời tổ chức 4 đợt ra quân trồng trên 1.500 cây xanh tại tuyến đường Tôn Thất Thuyết và xã Đầm Ri, đường Lê Thị Riêng xã Lộc Châu, đường Ỷ Lan xã Đài Lào, khu vực Hồ Mái Thành, phường Lộc Tiến. Các chi hội đã trồng và chăm sóc 56 mô hình trồng hoa các loại tại các cung đường, hội trường tổ dân phố, khuôn viên trụ sở xã phường, vận động phụ nữ tham gia đóng góp xây dựng 6 hội trường thôn, lát gạch vỉa hè, làm mương thoát nước, mắc điện chiếu sáng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Tham gia đóng góp nâng cấp 8 tuyến đường liên thôn, số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. Hàng năm các cấp hội đăng ký giúp thêm từ 2 đến 10 hộ đạt tiêu chí 503 sạch. Đến nay có 19.860 hộ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt tính đến nay, các cơ sở hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xây dựng được 68 mô hình đi chợ bằng làng với 1.971 hội viên tham gia. Mô hình phân loại rác thải tại nhà có 618 hội viên tham gia. Hai mô hình thu gom rác thải tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đài Lào và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Nga góp phần làm cho môi trường sạch đẹp hơn. Cuối tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc đã kết hợp với xã Lộc Châu tổ chức khởi công mái ấm tình thương tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chị Vũ Thị Lụa, thôn 1, xã Lộc Châu. Chị Vũ Thị Lụa, thôn 1, xã Lộc Châu thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào làm thuê, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, hiện có 3 con đang đi học. Thông cảm và sẻ chia với hoàn cảnh của chị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cùng cơ sở hội đã chung tay hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương trao tặng chị nhằm giúp chị ổn định cuộc sống. Căn nhà có kết cấu nhà cấp 4, tổng chi phí khoảng 120 triệu đồng, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vận động công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tài trợ 45 triệu đồng, số còn lại do gia đình và người thân đóng góp đối ứng. Theo kế hoạch, lễ bàn giao sẽ dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 sắp tới.
tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc. Ngành Giáo dục Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc tổ chức giải bóng chuyền nam nữ viên chức người lao động ngành giáo dục năm 2022. Tham dự giải bóng chuyền nam nữ viên chức người lao động ngành giáo dục thành phố Bảo Lộc năm 2022 có gần 200 vận động viên là đội ngũ giáo viên, nhà quản lý giáo dục của 17 đội bóng đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc ngành giáo dục đào tạo thành phố Bảo Lộc. Trong đó 9 đội bóng chuyền nam, 8 đội bóng chuyền nữ. Giải là sân chơi bổ ích lành mạnh, tạo điều kiện để cho cán bộ viên chức người lao động trong các trường học có điều kiện giao lưu, rèn luyện sức khỏe để thi đua dạy tốt. Đồng thời cũng là hoạt động thể thao nhằm thiết thực hướng tới tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022, kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng chuyền nam các đơn vị trường học thuộc phường 1, các đơn vị trường học phường 2 đạt giải nhì, đồng hạng 3 thuộc về các đơn vị trường học phường Lộc Phát và liên quân các đơn vị trường học xã Đại Lào, Đam Ri. Giải nhất bóng chuyền hơi nữ thuộc về các đơn vị trường học trên địa bàn phường 2, các đơn vị trường học trên địa bàn phường Lộc Tiến đạt giải nhì. Đồng giải 3 thuộc về đơn vị trường học địa bàn phường Lộc Sơn và xã Lộc Châu. Ngoài ra, ban tổ chức trao giải cá nhân và giải khuyến khích cho các đội bóng chuyền tham gia bóng chuyền nữ tham dự giải. Ngày 9 tháng 10, Hội Nông dân xã Đầm Ri đã tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ mở rộng chào mừng 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Tham dự giải có các đội bóng chuyền hơi thuộc chi hội nông dân thôn 1, thôn 6, thôn 7, thôn 10 và đội bóng Thiên Phú Cường. Các đội thi đấu trong 3 hiệp, mỗi hiệp tính theo hệ số 21 điểm hoặc 15 điểm và cách nhau 2 điểm để được công nhận là đội chiến thắng theo hình thức bốc thăm thi đấu vòng loại, chọn đội chiến thắng vào trận chung kết. Qua giải đấu nhằm tạo một sân chơi bổ ích, vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên, nhân dân, góp phần thiết thực chào mừng 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2022, lập thành tích chào mừng các chi hội tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2020-2022, tiến tới đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội Nông dân các cấp. Đồng thời phát huy các phong trào tập luyện thể dục thể thao rộng rãi trong hệ thống hội nông dân và các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn xã, vận động hội viên nông dân từ cơ sở tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, ra sức thi đua sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yongsin Vina, Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc phối hợp cùng Ban An toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bảo Lộc tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong công nhân viên chức lao động. Tham dự có 70 học viên là đoàn viên, người lao động, công nhân tại công ty. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ cảnh sát giao thông Công an thành phố Bảo Lộc đã phổ biến những kiến thức về luật giao thông đường bộ, tuyên truyền các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính với hành vi gây mất an toàn giao thông, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đoàn viên, công nhân lao động khi tham gia giao thông, làm giảm mạnh các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Xây dựng văn hóa giao thông gắn với cuộc vận động, xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa nhằm góp phần thay đổi nhận thức của công nhân lao động với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống lạm dụng rượu bia trong cán bộ công chức viên chức, người lao động. Nâng cao nếp sống văn hóa của người lao động khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn ùn tắc giao thông tại các khu đông dân cư, các địa điểm có đông công nhân lao động. Đặc biệt, làm giảm mức thấp nhất các tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Buổi tuyên truyền cũng đưa ra thông tin về những chính sách pháp luật mới liên quan đến lao động công đoàn. Chiều ngày 8 tháng 10, Công an thành phố Bảo Lộc cho biết đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Các đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm Bùi Hữu Hoàng, tên thường gọi là Nị, 32 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, Nguyễn Thành Trúc, 25 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến và Tạ Ngọc Diễn Hằng, 25 tuổi, ngụ tại phường 12 thành phố Đà Lạt. Sau thời gian theo dõi, mật phục, vào tối ngày 6 tháng 10, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phối hợp cùng Công an phường 2 tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt, phường 2 và phát hiện tại 3 phòng trong khách sạn này có 3 cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm. Căn cứ kết quả lời khai của các cặp nam nữ, Công an thành phố Bảo Lộc tiến hành kiểm tra khẩn cấp căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 2. Tại đây, Công an phát hiện 3 đối tượng, một nam, hai nữ, gồm Bùi Hữu Hoàng, Nguyễn Thanh Trúc và Tạ Ngọc Diễm Hằng. Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận cùng nhau thực hiện hành vi môi giới mại dâm để lấy phần trăm từ người bán dâm. Đối tượng Bùi Hữu Hoàng lập nhóm Zalo, sau đó tìm gái bán dâm vào nhóm rồi phân công Trúc và Hằng điều hành thu phần trăm. Khi khách có nhu cầu, Trúc và Hằng sẽ điều gái bán dâm đến phục vụ với giá 3 triệu đồng một lượt.
riêng khách đi qua đêm là 6 triệu đồng, nhóm môi giới hưởng 1 triệu đồng. Số tiền phần trăm các đối tượng trong đường dây môi giới mại dâm hưởng là 500.000 đồng một lượt. Trong đó, Hoàng hưởng 50%, Hằng và Trúc hưởng 50%. Hiện Công an thành phố Bảo Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Với chức trách là chi hội trưởng và luôn suy nghĩ rằng công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập là nhiệm vụ trọng tâm của hội, cùng với địa phương trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế. Những năm qua, chị Ca Thuyền, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Nao Sari, xã Lộc Nga, luôn tích cực tham gia tốt phong trào toàn dân xây dựng đoàn kết đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới. Chị là một trong 27 chị sẽ được nhận giấy khen của Chủ tịch thành phố và Hội Phụ nữ thành phố trong dịp tôn vinh cán bộ hội viên tiêu biểu của thành phố Bảo Lộc vào ngày 20 tháng 10 sắp tới. Chi hội phụ nữ thôn Nao Sari hiện có 198 hội viên, trong đó có 155 hội viên là người đồng bào dân tộc Châu Mạ. Đời sống hội viên chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp nên kinh tế gặp nhiều khó khăn. Với mong muốn suy nghĩ và làm thế nào để hội viên nâng cao được nhận thức trình độ năng lực, đáp ứng nhu cầu tình hình hiện nay. Chị Ca Thuyền, chi hội trưởng chi hội Nao Sari đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Chi hội thường xuyên vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau vốn, cây trồng vật nuôi, ngày công, thành lập mới và duy trì các tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn, tổ vay vốn tín chấp, xây dựng mô hình 5 giúp 1, vận động hội viên thực hành tiết kiệm 5.000 đồng một hội viên một tháng nhằm tạo mọi điều kiện giúp cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Nhất là phụ nữ nghèo làm chủ hộ, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, chị Ca Thuyền cũng xây dựng được một số mô hình, qua đó thu hút thêm nhiều hội viên tham gia. Các mô hình nổi bật có thể kể đến như mô hình phụ nữ dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Mô hình chi hội phụ nữ dân tộc phát triển kinh tế, thực hiện tốt cuộc vận động 503 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới. Mô hình trồng hoa hai bên đường, có 50 chị tham gia và các chị cùng nhau làm cỏ, tỉa cành cho hoa. Mô hình con đường không rác, thu gom rác thải, mô hình phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em. Đặc biệt là mô hình tổ phụ nữ thi đua phát triển kinh tế giúp nhau xây nhà đẹp. Cái mô hình mà xây nhà đẹp của chi hội phụ nữ thôn Nao Sari thì bắt đầu từ năm 2016, và những cái ý tưởng khi mà có những cái suy nghĩ làm được những cái mô hình xây nhà đẹp thì phát xuất từ những cái ý tưởng là khi một hội viên phụ nữ tới nhà và hỏi là bây giờ muốn xây được một cái căn nhà thì không đủ tiền, nên là từ đó thì chỉ có cái ý tưởng là những cái chị em nào mà họ có số tiền nhảnh rỗi mà họ chưa sử dụng thì mình sẽ cùng nhau góp cái số tiền đó để có thể giúp nhau trong cái việc là xây nhà đẹp. Và để tiếp tục chúng ta xây dựng nông thôn mới ở trong buôn làng thì chúng tôi sẽ có những cái định hướng, đó là tiếp tục huy động các chị em duy trì cái mô hình này để tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ, cũng như là quyên góp để nhiều chị em chưa có nhà đẹp để họ có thể có được một cái căn nhà đầm ấm trong gia đình. Từ các mô hình cụ thể và thiết thực, hoạt động hội ngày càng ổn định, tập hợp được nhiều hội viên tham gia sinh hoạt cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần nâng cao nhận thức về ý thức tự giác rèn luyện, nâng cao đạo đức phẩm chất của người phụ nữ Nao Sari trong giai đoạn mới. Chị em trong chi hội sống có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội, có tinh thần tiết kiệm giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao trách nhiệm trong cộng đồng, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc và làm thay đổi diện mạo của thôn. Cũng như thực hiện tốt các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thank you.